Hello, xin mến chào cô chú bác và anh chị em thân mến, tiếp tục trở lại với kênh của Hoàng Family TV. Hôm nay mình không phải là đi ra ngoài ăn mà hôm nay mình sẽ đi những cái chợ. Mà tại sao mình làm cái video ngày hôm nay là vì sau khi mà mình làm cái video nói về bánh mì chả mực, rồi nói về bánh mì heo quay, nói tóm lại nói về bánh mì của người của Việt Nam mình, của chú bác, mà đặc biệt là cái ổ bánh mì này sản xuất từ bên Việt Nam và nhập qua ở bên Mỹ này. Sau khi mình làm hai cái video đó thì mình nhận được rất nhiều cái comment của cô chú bác và anh chị em hỏi mình là cái bánh mì đó mua ở đâu, và nhìn thấy bánh mì đó ngon quá và tìm nhiều chỗ mà không có. Chính vì vậy mà hôm nay mình thực hiện một cái video này, chính mình tới những cái chỗ chợ đó lại để mình mua. Và hôm nay mình sẽ làm một cái món bánh mì gà ri. Mình làm một cái món bánh mì gà ri, và gà mình cũng mua ngay cái chỗ mà gà tươi luôn, là một cái tiệm gà ngon và nổi tiếng, rất là nhỏ nhưng đều bán vừa gà vừa thịt vừa vịt, lòng gan gà vịt heo. Chỗ đó là theo mình nhận xét là số 1. Cho nên sau khi mình chia sẻ cái tiệm bánh mì ở đây để cho cô chú bác biết, để mà sau khi mà cô chú bác xem cái video của mình, nếu mà vẫn còn thèm bánh mì thì đến đây mua bánh mì về ăn. Vì từ khi mình biết bánh mì này rồi á, thì mình đa số là mua bánh mì này là vì nằm trong một cái bịch, nó tới 5 ổ thì mình ăn không hết thì mình để trong tủ lạnh nó vẫn được, và đưa ra nướng chỉ cần 5-7 phút là nó giòn tan và nó ngon như bánh mì Việt Nam. Thôi giờ cùng mình đến cái tiệm bánh mì đó. Hiện tại giờ mình đang trước mặt tiệm đó rồi. Tiệm cái bánh mì này là nằm ngay sát một bên là Cháo Đêm, cô chú bác nghe. Cháo Đêm thì cô chú bác chắc có lẽ rất là nhiều người biết, và sát bên là coi như Golden Market Place, là Quốc Thái Golden Market Place. Thì đó là cái tiệm nằm giữa Cháo Đêm và Quốc Thái Market Place, nằm trên đường Garden Road. Thôi cùng mình vào đó để mình cho cô chú bác biết được là cái tiệm đó nằm ngay chỗ nào và bán bánh mì mà mình hay ăn, để mình chia sẻ nhé. Đây cô chú bác, trước mặt mình Ocean Mart. Bên tay phải mình hiện tại là Cháo Đêm, còn bên tay trái mình là Quốc Thái Golden Market Place, và trước mặt mình đây là Ocean Mart. Một cái tiệm này giống như một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ vậy cô chú bác, nhưng đều bán rất là nhiều đồ, nhưng được trong đó chủ yếu là mình hay mua bánh mì ở đó đó cô chú bác nha. Thôi giờ cùng mình vào đó nha. Bánh mì gà ri ăn với cái bánh mì mà của Việt Nam mà nhập qua đây đó, bánh mì mua của em đó. Ở đây có bán bánh mì que này cô chú bác nha. Đây, luôn tiện đây thì mình cũng chia sẻ, tại vì mình thấy có bánh mì que cho nên là mình mua gói bánh mì que này. Trong này có mấy chục ổ em? 20 hả? 20. Cái này là làm ở đây hay sản xuất Việt Nam? Cái này làm ở đây. Ok. Còn cái bánh mì đây cô chú bác nha, bánh mì mà mình em cầm cho em coi này. Đó, bao nhiêu người hỏi về cái bánh mì này cho nên đó. Món bánh mì hot nhất trong tiệm. Hot nhất trong tiệm. Lâu này là coi như người ta tới mình mua nhiều lắm hả? Dạ đúng rồi, lúc nào người ta cũng mua cái này với lại chả mực, cứ một bịch bánh mì là một hộp chả mực. Đơn giản mà ngon đúng không? Dạ, nhưng mà nhiều. Một cặp bánh trùng. Đó, vậy thì cái bánh mì hôm nay anh ghé đây anh mua nha. Nhiều cô chú bác nói chứ không biết mua ở đâu, chỗ nào tìm chỗ nào cũng có hết. Cứ đến đây cái quán nó gọi Ocean Mart hả? Tiệm em tên là Ocean Mart, là sát bên là WT Golden Market. Với lại nói chung là cũng sát bên cái tiệm là CED Coffee nữa. Rồi. Dạ, rồi. Trong khu Cháo Đêm đó mọi người. Cái bánh mì que này á, bữa khác mình sẽ chế biến một cái món để chia sẻ cho cô chú bác. Ô, vậy một bịch này mình bán 10 đồng nè. Dạ đúng rồi. 20 ổ 50 sen à. Dạ. Đúng không? Ok, thank you em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ cảm ơn mọi người. Em muốn gửi lời cảm ơn mọi người được không? Được. Dạ em xin cảm ơn mọi người, cô dì chú bác đã đến tiệm qua cái kênh của anh Hoàng TV Family, thì cô dì chú bác tới rất là đông luôn, và ai cũng mua cái bánh mì này hết trơn với lại chả mực hết. Coi như là em bán rất là nhiều luôn. Xin cảm ơn mọi người ủng hộ rất là nhiều. Rồi bữa khác anh làm thêm nhiều món bánh mì kiểu khác nhau nữa. Dạ. Để chia sẻ chứ đúng không? Nhưng dạ. Điều
thực sự mà nói, chính vì có bánh mì này anh mới chế biến ra được những cái món khác. Chứ còn nếu mà bánh mì tại những cái quầy bán ở những cái lò đây thì những bánh mì đó thì anh cái, tại vì bánh mì này mình có thể là rất đơn giản và đồng thời mình ăn tới đâu mình làm tới đó. Nó không có phải mua một ổ to rồi đúng về rồi. Mình cắt ra để ăn uống hết để mấy ngày nó bị khô đúng không? Đó, ok em, thank you nha. Dạ, cảm ơn anh. Cô chú bác, sau khi mà mình mua bánh mì xong thì mình trên đường trở về nhà, rồi mình ghé vào cái tiệm, nó gọi là tiệm gà vịt sống, nằm trên đường Brockhurst cô chú bác nhé. Cái tiệm này thì nó nằm sát bên cái chỗ mà cơm tấm Thuận Kiều này, rồi Hương Giang Food To Go này, rồi đại khái là ghiền cà phê chiều tím, nằm trên đường Brockhurst gần đường Westminster cô chú bác. Thì tại sao là mình chia sẻ cái tiệm này đến với cô chú bác và anh chị em, là vì cái tiệm này mà sau khi mình phát hiện được, mình tìm ra được những cái tiệm mà bán gà vịt heo tươi á, thì mình đều ghé ở đây để mình mua. Và nó được một cái nữa là như thế nào cô chú bác, khi mà mình mua những cái gì ở đây á, ví dụ mua thịt heo, thịt gà, thịt vịt gì đó, thì người ta đều, mình nếu mình muốn kêu người ta chặt thì người ta đều chặt nhỏ ra cho mình theo cái kiểu của mình muốn. Thì giống như mình nói là để cả đùi cũng được, hoặc là mua một con gà mình cầm về nguyên con cũng được, hoặc là mình kêu chặt tư, chặt bốn, chặt năm, hoặc là chặt ra để kho sả, chặt ra để kho gừng, người ta đều làm cho mình hết. Thì theo mình biết cái chỗ này cái giá thì nó không phải rẻ mà nó cũng không phải đắt, thuộc về bình dân, nhưng điều cái thịt rất là tươi, gà cũng rất là ngon. Cho nên tại sao là mình đến đây là mình mua gà để mà mình về nấu, nó gọi là coi như là bánh mì gà ri, để chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em. Thôi giờ cùng mình vào đó để mua gà nghe, mình mua gà đùi để mình về nấu bánh mì gà ri, để chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em. Và luôn tiện cái video này thì mình cũng muốn gửi đến cô chú bác và anh chị em, và cho cô chú bác và anh chị em biết được cái tiệm này, nếu mà mình muốn mua thịt heo, thịt gà, thịt vịt gì đó, lòng gan, rau ráng thì cũng ít thôi, nhưng đều là ghé tới đây mua là y chang cô chú bác, rất tươi, rất ngon, chứ không phải như những cái chỗ khác, mình thấy ngon hơn những cái chỗ khác, cho nên mình hay ghé ở đây mình mua. Cùng mình vào đó nha. Đây, tiệm gà vịt heo. Có số điện thoại đây luôn cô chú bác nhé. Rồi, mình đi chợ về xong xuôi rồi hết cô chú bác. Thì gà thì hồi nãy mình có đi mua cái chỗ mà mình có chia sẻ với cô chú bác, là một cái, nó gọi là tiệm gà vịt sống. Mình rất thích cái tiệm ở đó. Thì một nửa con thì người ta chặt cho mình như vậy này, từng miếng như vậy để mà mình nấu gà ri, còn nửa con thì mình bữa khác mình nấu phở gà. Thì gồm có nước cốt dừa đây, mình có mua nước cốt dừa này, và đây là nước dừa mình không có đổ nước lạnh vào cô chú bác. Cái nước dừa khi mình đổ vào trong cái món gà ri này á, thì nó làm cho nghe gà thấm vào nó ngọt, nó ngon, nó ăn nó thanh hơn. Và ở đây thì mình có cà rốt, mình có khoai tây, mình có hành tây, có hành tím và có cả tỏi ở đây. À, không thể nào thiếu cái gà ri, thì không thể nào thiếu món bánh mì của cô chú bác đây. Bánh mì cũng là lại ăn bánh mì cái kiểu bánh mì Việt Nam. Bánh mì này ăn với gà ri kiểu này rất là ngon cô chú bác. Thì cái công đoạn hiện tại giờ thì mình để mình cắt cái này ra đây này. Đó, cái này là cái cà rốt này. Mình cắt cái này để mình ướp chung với cái này để mình dành cách này xong nha. À, tỏi thế này mình làm cái này trước. Thì ở đây thì có một ít tỏi này. Tỏi thì mình băm nhỏ ra, tỏi với hành là tỏi với hành tím thì mình băm nhỏ ra cô chú bác. Cái món này thì chưa bao giờ mình chia sẻ đến cô chú bác, nhưng mà hôm nay cái món này ăn với bánh mì rất là ngon, mà rất là dễ làm luôn, dễ nhất có thể cô chú bác. Thì tỏi với hành đây, tỏi với cái hành này thì mình một nửa thì mình ướp, còn một nửa nữa thì mình chút hồi mình tao gà. Giờ mình bỏ gà vào đây mình ướp với
một ít tỏi với là hành. Nên mình cho một nửa này vào của chị bác đây. Nay mình làm cho gia đình cho nên mình không mang một tay của chị bác nhé. Thông cảm, bởi vì tất cả mọi thứ là đều gia đình mình ăn hết. Rồi, thì cái này thì giờ mình sẽ bỏ xíu tiêu. Cái này chỉ có tiêu, muối, đường, bột ngọt, nước mắm thôi cô chú bác nhé. Rồi, giờ mình cho xíu nước mắm vào nữa. Sau khi mà mình bỏ đồ màu xong xuôi hết rồi thì mình ướp cô chú bác. Mình ướp cỡ 30 phút đi. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy ra để mình đảo, mình tao để mình nấu vào gari. Rồi giờ mình cắt cà rốt, mình cắt cà rốt với cắt khoai tây cô chú bác. Mình dùng dao mình chạy để cắt cho nó đẹp. Cái này thì mình thích cắt kiểu gì mình cắt thôi cô chú bác nhé. Mình làm hết một củ cà rốt luôn. Rồi giờ mình bật lửa lên để mình chiên sơ qua cái hành ở cái khoai tây với là cà rốt cô chú bác nhé. Mình chiên sơ qua thì làm cho cái cà rốt nó ngon, nó dai, nó ngon cô chú bác. Rồi chờ cho dầu sôi. Rồi dầu đã nóng được cô chú bác, giờ mình bỏ cà rốt vô trước nhé. Lên điện cho nó thấm dầu cô chú bác. Rồi giờ mình bỏ khoai tây vào luôn nè. Còn hành tây mình bỏ sau nhé. Nếu mà mình không có chiên thì mình ăn cái cà rốt với khoai tây nó không được ngon bằng giống như mình chiên đâu cô chú bác nhé. Cho nên mình bỏ ra một xíu thời gian để mình chiên thì nó sẽ ngon hơn. Rồi, vậy là được rồi cô chú bác. À, cô bác nhìn thấy không? Vàng vừa giòn vàng ngon lắm. Rồi thì mình đổ lên cái dĩa. Giờ mình tiếp tục dùng cái chảo này để mình gạo gà, chiên gà, mình tao gà. Rồi và mình tiếp tục dùng cái nồi này cô chú bác nhé. Giờ mình bỏ dầu vào tiếp. Chờ cho dầu sôi thì mình sẽ bỏ hành vào. Chờ cho dầu nóng của chú bác. Mình bỏ chung xả vô luôn của chú bác nhé. Này mình có ít xả này. Xả làm cho cái gà ri nó cũng thơm nữa các chú bác. Rồi sau khi mà xả với hành nó cũng chín chén vàng rồi thì giờ mình cho cái nghệ vào các chú bác nha. Đây là nghệ nhé. Rồi mình cũng đảo đều lên.
giờ mình cho gà vào cô chú bác. Nhìn cái màu rất là đẹp của chúng ta luôn. Mình đảo cho nó đều lên cho nó thấm. Rồi sau khi thấm đều rồi mình để nắp lại chút xíu cho bác nhé, để cho nó ôm gà ấy, chứ không phải là mình để lửa cho để lửa nhỏ thôi. Đây, sau khi mình ôm gà cho nó thấm với cô chú bác rồi bắt đầu là mình mới bỏ nước cốt dừa với nước dừa vào nhé. Rồi giờ bắt đầu mình trở lại là cho lửa to lên lại nhé. Bây giờ mình cho một ít nước cốt dừa vào, mình dùng nước cốt dừa này của bác nhé. Và cho dừa tươi. Giờ mình trộn lên cho nó đều xong rồi bắt đầu mình đậy nắp lại nhé, mình nấu tiếp cho nó thấm nước dừa với là cốt nước cốt dừa của chú bác. Rồi sau khi mà sôi thì mình bỏ lửa nhỏ xuống của chú bác nhé, mình bỏ thật là nhỏ để cho cái gia vị với là nước cốt dừa với là nước dừa tươi nó sẽ thấm vào trong cái miếng gà thì nó làm cho cái gà ăn rất là thấm và rất là vừa. Rồi cô chú bác sau khi được 15 phút thì gà và nước cốt dừa và nước dừa và đã thấm. Giờ mình cho lửa to lên lại. Giờ mình cho lửa to lên lại nhé để mình cho tất cả các thứ này vào này, cà rốt với là khoai tây mà mình đã chiên quá cô chú bác, để mình cho vào nồi nhé. Còn cái hành tây thì mình bỏ sau cô chú bác. Đó, giờ mình cho lửa to lên để cho nó chín cái khi mà nó sôi cái bắt đầu là mình hạ lửa để cho thấm huyền lại với nhau hết và nó càng thấm lửa mà càng ngon ở đây các bác. Wow, nhìn nồi hấp dẫn không? Nhìn nồi ri rất mộc mạc, rất đơn giản mà làm rất là nhanh, ai cũng có thể là vào bếp để mà làm được hết mấy cái món này cô chú bác nhé. Lúc mà nó sôi lên chút xíu là bà mình hạ lửa thật là nhỏ rồi mình để nắp lại. Rồi sôi rồi cô chú bác, giờ mình hạ lửa thật nhỏ nhé. Đó. Bắt đầu cái nước nó sẽ thấm dần vào trong cái khoai và trong cái cà rốt. Thì khi mình ăn cái miếng cà rốt với ăn miếng khoai của bác, nó đều có cái mùi vị của nước cốt dừa và nước dừa tươi. Rồi, giờ mình coi thử cà rốt chín chưa cô chú bác nhé. Thì mình nghĩ chắc giờ là phải chín rồi đó, chắc chắn là phải chín rồi. Giờ mình bỏ cái hành tây vào cô chú bác nhé. Vì hành tây khi mình bỏ vào là mình cũng tắt lửa luôn. Đây cái hành tây đây. À, vậy là cái nồi gà ri của mình đã xong xuôi. À, khi mà mình vì cái hành tây nó chín rất là nhanh cho nên mình không có nên để lâu quá, cho nên mình tắt lửa. Rồi mình sẽ múc ra một cái nồi nhỏ để mà ăn cho nó gọn gàng nha. Đây cô chú bác. Rất đơn giản đúng không?
Rồi, giờ mình bỏ bánh mì vô nước cho các bạn. Này mình sẽ ăn, mình nướng ba hộ. Vậy là cái nồi gà ri của mình đã chín rồi cô chú bác nhé. Xong xôi thì mình tắt lửa rồi, thấy hấp dẫn không? Rồi giờ mình sẽ múc qua cái nồi bên này cô chú bác để trên bàn mình ngồi ăn nha. Wow, nhìn là thấy đói bụng rồi. Mình trong lúc chờ đợi nướng bánh mì thì mình múc qua cái nồi này. Cái này rất dễ ăn cô chú bác, ăn với cơm cũng được, ăn với bánh mì cũng ngon. Rất thơm với mùi xả cô chú bác. Quá hấp dẫn. Gà này là gà coi như là gà tươi, mà cái này là mình mua gà trống cô chú bác, cho nên nấu gà ri là phải nấu gà trống. Nay chỉ có hai cha con ăn thôi cô chú bác. Vợ mình thì mùa này thì cũng không được khỏe, là vì cái thời tiết nó thay đổi, cho nên mùa này là dễ bị cúm lắm cô chú bác. Cho nên là hai cha con ăn, con mời cô chú bác ăn, mời cô chú bác. Hôm nay cũng còn mắc cỡ nữa. Ở đây bánh mì nướng nè. Đó, để bấm múc cho. Này gà ri. Cái này thì ăn qua nè mà. Cho vậy giờ mấy cái con này. Rồi bà ăn đi, ba nửa đi. Cho ăn hết được hả? Ăn cái khoai với cà rốt hả? Dạ. Cái này thơm mùi xả của chú bác. Chưa sử dụng sức không? Hết được rồi. Cái này còn chấm với bánh mì á. À dạ. Ăn hết bao lấy thêm. Cảm ơn ba. Đây, hộp bánh mì ăn hết lấy thêm. Thank you. Giờ đến lên ba. Ba múc cho ba. Cái gà này mình mua cô chú bác là cái gà trống. Thay vì cái gà mái thì nếu mà gà mái mà mình nấu gà ri á thì nó sẽ bị mềm nhanh. Cho nên là cái gà trống thì mình có thể là hầm lâu chút xíu, nó làm cho con gà nó thấm đó cô chú bác, rất là thơm luôn. Cho nên là có cái số xả vào nó làm cho cái gà nó nghe cái mùi xả thơm. Với là có hành tây nữa cô chú bác, hành tây lúc nào mình cũng để cuối cùng hết trơn. Thay vì cái hành tây nó chín rất là nhanh, bỏ vào cái là mình tắt lửa rồi. Ngon rồi. Cái này mình cũng thỉnh thoảng nấu để tập cho nó ăn mấy cái món Việt Nam của chú. Còn nếu mà không nấu thì nó sẽ không có biết mấy cái món này. Mời cô chú bác nha. Có giấy chưa con? Có giấy. Lấy giấy cho ba rồi. Đây cái bánh mì kia đơn giản không? Mình ăn không hết thì mình nướng tới đâu thì mình ăn tới ăn tới đó thôi, để mình thử nước chút nha. Rất vừa ăn. Khi mà cái khoai của chú bác, khoai tây với là cà rốt đó, khi mà mình đảo qua với cái dầu á thì nó làm cho nó xanh lại, khi mình nấu á nó không có bị vỡ ra. Và mình
có cái nước cốt dừa và có cái nước dừa tươi á, cho nên làm cho cái khoai nó thấm trong cái khoai và trong cái gà rốt luôn, ăn rất là thấm. Ngon không con? Cho nên hôm nay mình giới thiệu đến cô chú bác và anh chị em những cái tiệm mà mình đi đó, chỗ mua gà, mua heo, mua vịt, chỗ đó là gà tươi, heo tươi, vịt tươi luôn. Còn cái chỗ mua bánh mì á, cái chỗ đó thì hiện tại giờ ngày hôm nay mình ghé thì mình thấy rất là nhiều cái món người ta sắp đặt ra mới của chú bác. Thì một ngày sớm gần đây thì cái chỗ đó sẽ chính thức khai trương và có rất nhiều mặt hàng. Thì mình sẽ cố gắng mình đến đó để mình quay phim để mình chia sẻ trước khi mà cái tiệm đó chính thức khai trương. Tự miếng gà. Nhà mình nó toàn mua gà ở đó thôi quá. Cái bánh mì nó có một cái hay. Khi mà mình đang còn đông đá vậy đó, mình bỏ vào mình nướng cỡ 350 độ cỡ 7 phút, nó làm cho cái ổ bánh mì nó giòn mà nó dễ ăn lắm. Thế là ngon. Ừ. Ăn hết 31 chậu. Cái cà rốt mình cũng làm vừa ăn cô bác, vừa tới luôn. Cái súp thì chấm cái bánh mì thì ngon lắm, làm thêm nước cho. Nãy với cơm ngon. Gà nó thấm vô đó. Taste really good. Very soft. Tất cả các thứ đều vừa tới. Nếu mà mình canh á, canh lửa, con mình là phải hai ổ, giòn. Hiểm lên nước cốt uống này, nước cốt mà uống. Đúng không? Uống. Bạn biết không một lon. Dạ. Con mình đôi lúc mình cũng siêng nấu những cái món mà đó là thuần túy Việt Nam để cho nó học ăn đó của chú bác. Chứ còn ở đây mà nếu mà mình không nấu cho nó ăn đó, thì nó ăn sẽ những cái món mà theo kiểu Mỹ á, thì nó sẽ quên đi những cái món Việt Nam. Ăn ngon. Mình làm đó có súp ngon. Súp ngon hả? Mà muốn thêm đâu. Cái gà mà mình nấu gà ri cô chú bác, và mình phải chặt cái miếng to á. Thay vì khi mà mình tới đó mua cô chú bác thì mình nói người ta là mình cái gà này để mình nấu gà ri,
thì đúng là nấu bánh mì gà ri thì người ta sẽ biết được là chặt như thế nào, và cái gà người ta chọn gà cho mình luôn, cho nên chỉ có cái chỗ đó là người ta làm vậy. Mình đi rất nhiều những cái tiệm xung quanh đây, giống như mình nói đi vô trong những cái chợ đi thì không ai làm vậy cho mình hết trơn á. Giống như mình nói giờ trừ hôm nay mình mua một con gà mình nói là nửa con gà không chặt, còn nửa con gà chặt mà ở đó là người ta làm cho mình luôn đó cô chú bác. Được một cái vậy, còn heo cũng vậy, mình làm heo quay thì mình ra mình nói mua ngay cái beo lì không có xương, nếu mà có xương thì người ta sẽ rắc cái sườn ra rồi mình lấy cái sườn luôn mình về mình nấu canh từ đó, cho hoặc là mình ra mình làm cái gì đó, cho nên nó rất là tiện, và đồng thời chỉ có cái chỗ đó nó làm được những cái gì mà mình có thể yêu cầu người ta làm đó cô chú bác. Vậy rồi hôm nay mình có những cái món thêm một món nữa để chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em nấu ăn ở nhà để cho gia đình những ngày cuối tuần, hoặc là có thể lúc rảnh rỗi để mà, cho nên tất cả những cái gì mà mình làm mình đều muốn làm những cái món rất là đơn giản cô chú bác. Thì bánh mì thì mình cũng chia sẻ rồi, đó là một cái tiệm bánh mì đó, OC Market đó, trên đường Garden Road, và còn tiệm gà vịt sống là nằm trên đường Brookhurst với là gần đường Westminster. Vậy thôi, mình chia sẻ cái video nấu ăn mộc mạc đơn giản cho gia đình mình gửi đến cho cô chú bác ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú bác và anh chị em rất nhiều đã theo dõi cái video mình nấu ăn ngày hôm nay và hai cho con ngồi ăn. Tiếc quá là hôm nay không có mẹ, không có vợ mình ở đây vì bị cảm, không có ra ngủ để được. Vậy thôi, mình xin dừng video đây. Chúc cô chú bác và anh chị em một buổi tối ngủ ngon. Và xin hẹn lại cô chú bác và anh chị em video tiếp theo với Hoàng Family TV. Quay, chào cô chú bác. Chào cô chú bác. Bye bye nha, bye cô chú bác nha. Bye.